quá. Sợ ha. Vậy đi ra xa ra tí. Ở trong xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai á, đang ở Bến Phàng, xã Thanh Sơn. Hình như cái này là xác này là bị trôi mấy ngày rồi sao á. Hình như là cái người đàn ông ở trên tà lài bị trôi mấy ngày nay, trôi xuống chỗ phà ở xã Thanh Sơn. Mấy bữa mà mưa bão lũ lụt cái người đàn ông này bị trôi ở trên tà lài xuống chỗ xã Thanh Sơn. Thank you.
người đàn ông á, hình như là ở trên Tà Lài hồi bữa bị trôi một người đàn ông á, là trôi xuống dưới đây. Hình như bị trôi 2-3 ngày. Hai ngày rồi, hai ngày ở trên Tà Lài. Trôi bốn đêm luôn hả? Tối mùng 8 bị trôi, từ tối mùng 8 tới giờ vậy là 4 ngày. Người đàn ông ở trên Tà Lài bị trôi xuống chỗ phà này. Đây là trong xã Thanh Sơn. Tội quá. Alo. À, không không, đang ở ngay chỗ bên phà đây. Bên phà lẻ bảy. Bên phà lẻ bảy. Trôi từ Tà Lài, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, trôi hình như 4 ngày đến bên phà lẻ bảy. Người đàn ông mà sao không vô đây trời. Quay từ nãy giờ. Nam nha. Người này khoảng 50 hay năm mấy gì đó. Trên 50 tuổi quá nhìn mà. Trên 50 tuổi nam. Mấy ngày mà bị mưa bão ngập lụt á. Alo. Ở trên xã Tà Lài trôi một người đàn ông á, trôi xuống ngay bên tài lẻ 7 này, hôm nay mới vớt xác lên được 4 ngày rồi. Cơm nó đang chạy vô đó. Lại sắp vô tới. Ừ. Hết mưa. Ông là tên Nguyễn Văn Lánh, quê Bến Tre, đi làm công cho ông này. Nguyễn Văn Lánh ở Bến Tre, ở Bến Tre. Tội quá. Biết sao mà bị trôi xuống đây. Ở huyện Tân Phú. Ở Tà Lài Tân Phú rồi trôi xuống Phú Thịnh Tân Phú Đồng Nai. Ở bến phà Năm Nghĩa Phú Thịnh Tân Phú Đồng Nai. Đi làm mướn cho bè. Bè cá bị bể trôi, không trôi luôn. Khi ông la lên thì cuốn theo dòng nước. Và 3 ngày nay, hôm nay mới công an quận quán mới giúp được. Giúp được rồi, mắc ở bụi tre. Mắc ở bụi tre xã Hòa Thành. Ngập định quận quán Đồng Nai. Tại nãy giờ đi kiếm lung tung cô luôn, tưởng là đi thắt cơm rồi chứ. Thủy ơi, đi. 58 tuổi. Mất ngày mùng 8 mà. Đúng rồi, tối mùng 8 á. Bữa nay chắc xịn luôn. Ở trên ấp 8 Thanh Sơn rồi giác. Cái đò nó bự nha mẹ. Mới bớt rồi. Cái đò nó bự rồi. Mới bớt từ dưới bớt lên cano chở lên đó. À là bớt chỗ khác xong rồi cano chở về đây hả? Thì trôi đâu gần phía đây luôn rồi. 50 cái ông nhảy bớt cái nhảy mất hả? Đi phát cơm cho mọi người đi, không để trễ giờ. Chưa có cơm luôn hả? Mà. Có rồi mà, có cơm rồi mà, đi phát cơm cho mọi người, sợ mọi người đói á.